Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng có mặt tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Gia Phú quận Bình Tân để cùng theo dõi trận đấu giao hữu trong buổi chiều ngày hôm nay, trận derby Lộc Trì giữa hai câu lạc bộ FC Cầu Hai và Phước Tử FC. Cơ hội phản công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Phước Tử FC. Chân trái quyết định dứt điểm ngay của cầu thủ mang áo số 10 bên phía đội bóng Phước Tử FC. Tình huống ra chân là của Lý Quỳnh, rất cơ bản cho pha xử lý bước ngoặt của anh Vũ. Một đường truyền ngang khá hợp lý, dứt điểm ngay. Đó không phải là một đường truyền dành cho Tài Ken mà là cú ra chân của số 19. Vẫn là Ngọc Sơn, một pha giật góc khá cảm giác, nhưng tình huống truyền bóng vừa rồi thì lại đưa bóng vào chân của đối phương. Một cú ra chân rất hay. Nếu như bình thường thì các bạn chỉ theo dõi nam danh ca Ngọc Sơn biểu diễn trên sân khấu thì ngày hôm nay anh sẽ biểu diễn trên sân bóng đá của nhân tạo Gia Phú. Và xoay trở không thành công của cầu thủ mang số 10, một cơ hội nữa được tạo ra. Ở trong buổi chiều này thì vị trọng tài mới đáp chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và bắt chính cơ hội không vào. Dứt điểm, đó là một tình huống căng ngang. Cơ hội bây giờ dành cho số 15, Bảo Bảo. Khoảng trống, Bảo Bảo bật cơn, không vào. Và bóng rất lộn xộn. Đường chuyền ngang, cơ hội dành cho Ngọc Sơn. Ngọc Sơn chuyền trái vào. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Cầu Hai, và đó là nam danh ca Ngọc Sơn. 1-0 và ngoặt bóng và dứt điểm bằng chân trái chuẩn xác của Ngọc Sơn mang về lợi thế dành cho FC Cầu Hai. Ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Naminesta rất hay, cơ hội dành cho Tài Ken chân trái, không có bàn thắng. Không có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Cầu Hai trong tình huống vừa rồi. Quá đen dành cho Tài Ken. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng quay chậm của dứt điểm bằng chân trái của Tài Ken, đưa bóng đi chạm sang ngang. Ngay sau đó thì anh Vũ đã dứt điểm không chuẩn xác. Như vậy là bóng đã đi vào lưới trước, bất ngờ. Quá bất ngờ cho tình huống vừa rồi. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với thủ thành của Phước Tượng trong tình huống vừa rồi. Một nét mặt thẫn thờ của thủ thành Nguyễn Tý. 2-0 dành cho FC Cầu Hai. Chúng ta sẽ cùng theo dõi là pha bóng này. Đường truyền, truyền trái và dứt điểm không thành công của anh Vũ, nhưng sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Cầu Hai. Không được rồi, nỗ lực đi bóng không thành công của Đỏ Lê. Một pha xử lý rất công kênh và tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho Phước Tượng FC. Chắc chắn là bóng luyện của Cầu Hai cần phải xem xét lại tình huống vừa rồi của Văn Hiến. Một pha biểu bàn thắng của Văn Hiến dành cho các cầu thủ Phước Tượng FC. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Đây là số 29 Minh Thành. Bàn thắng thứ 3 dành cho FC Cầu Hai. Người ghi bàn là số 17 Văn Hóa. 3-1 dành cho FC Cầu Hai. Và ngoặt bóng và dứt điểm chuẩn xác của Văn Hóa. Cơ hội lên bóng lúc này dành cho các cầu thủ FC Cầu Hai. Và căng ngang, còn đó là một tình huống quyết định dứt điểm ngay. Thời gian của thi đấu thứ nhất là không còn nhiều. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Cầu Hai. Dứt điểm, tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Đó là Lê Quỳnh. Và xử lý rất hay của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Phước Tượng. Bàn thắng rút ngắn tỷ số thứ hai dành cho các cầu thủ áo xanh. Còn cách bây giờ chỉ còn lại một bàn. Các cầu thủ Phước Tượng họ đang chơi tự tin hơn sau bàn thắng vừa rồi. Khoảng trống, dứt điểm. Bàn thắng thứ 3 dành cho Phước Tượng 3 đều. Và dứt điểm rất chất lượng của Minh Đậu, 3 đều dành cho Phước Tường. Bây giờ thì trận đấu đã trở về vạch xuất phát. Hai đội sẽ làm lại từ đầu. Vẫn còn. Bàn thắng thứ 4 dành cho Phước Tường FC. Quá bất ngờ. Liên tiếp là những bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Phước Tường. Chỉ trong ít phút mà thôi. 4-3. Phước Tường bây giờ họ đã vươn lên dẫn trước. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng vừa rồi. Người có được đường truyền kiến tạo đó là Minh Đạo. Và một cú dứt điểm rất kỹ thuật của đồng đội. Vẫn còn, dứt điểm, không vào. Lần này thì Nguyễn Tý đã chơi hay.
Trọng tài đã cắt còi penalty dành cho FC Cầu Hai. Dứt điểm, và dứt điểm không thành công, quá đáng tiếc dành cho tình huống dứt điểm của tài kèn trên chấm penalty. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bỏ lỡ với tình huống dứt điểm đưa bóng đi đập cột dọc của tài kèn. Với pha phản công 3-2 của Phước Tường. Dứt điểm và bốn điều. Đó là nam danh ca Ngọc Sơn. Bốn điều. Cú đúp bàn thắng của Ngọc Sơn. Tung bàn lưới của thủ thành Nguyễn Tý mang về bàn thắng thứ tư, bàn thắng gỡ hòa quan trọng dành cho các cầu thủ bên phía FC Cầu Hai. Tiếp tục là bàn thắng được ghi bằng chân trái của Ngọc Sơn. Còn là Tài Ken, đường chuyền. Ngọc Sơn không vào. Vẫn còn rất hay, cơ hội chân trái. Bàn thắng thứ tư, thực sự là bàn thắng thứ năm dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Cầu Hai, và đó là pha làm bàn của số 17 Văn Hóa. Văn Hóa tiếp tục tỏa sáng. 5-4 dành cho FC Cầu Hai. Cơ hội trở lại dành cho các thủ xanh, đường chuyền. Linh Quân không vào, vẫn còn vào. 5-5. Đó là Võ Thần. Một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục tại sân bóng đá Gia Phú lúc này. Và cản phá đầu tiên của Banh Báo là xuất sắc, nhưng ở pha chiếc điểm bồi của Võ Thần thì Banh Báo đã không thể làm gì hơn. Đã cắt ngang, không có bàn thắng dành cho Linh Quỳnh. Quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Đường chuyền bóng lúc này đang là số 19 Ngọc Sơn. Cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xa. Đường chuyền ngang, vẫn còn. Tỷ số được nâng lên 6-5 dành cho FC Cầu Hai, và đó là Tài Ken. 6-5 dành cho FC Cầu Hai. Đó là pha xử lý chuẩn xác của Tài Ken. Và dứt điểm làm tung nóc lưới của thủ thành Nguyễn Tý. Mang về bàn thắng thứ 6 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng. Cẩn thận ở pha phản công của FC Cầu Hai. Cơ hội dứt điểm, không có bàn thắng dành cho FC Cầu Hai. Quá đáng tiếc. Pha bỏ lỡ của anh Vũ.